Thi kia rồi được mấy điểm con? Toán. 80. Dạ 10 quá, bị giận luôn á. Dạ 10. Tiếng Việt. Dạ 10. 10 luôn. Dạ buổi hội xin chào cô bác anh chị á, thì hôm nay cho thời điểm này cũng gần 5 giờ rồi. Thì bữa hộ sẽ quay lại hoàn cảnh của gia đình anh Sang của bác anh chị để tìm về nhà anh có xây nhà hiện nay xây đến đâu à. Thì cập nhật tình hình cho cô bác này nha cô bác anh chị. Thì cái đường nó đã bị gào lại rồi nên thành thử ra là bữa hộ phải đi cái đường này. Và đến đây thì coi nhà anh xây, thứ nhất là coi nhà xây đến đâu nè. Thông tin lại đến chính với cô bác anh chị á, cái việc mà ủng hộ để mà chăn nuôi cho gia đình của anh Sang á là được chú Hùng ở Canada cùng với mấy người bạn ủng hộ cho gia đình của anh. Rồi cũng thời điểm này chúng cắt chắc khoảng một tuần nữa là xong rồi. Nên làm thử là cái công việc nó cũng gấp rút. Thời gian này cũng gần cận Tết. Cô bác anh chị thấy mà lúa nè. Đây là những cái cánh đồng lúa mà thời gian trước đây á, mình đi á, thì lúa này nó còn non lắm, bây giờ nó đã lớn rồi. Nó đã gần thu hoạch được luôn rồi. Rồi hôm nay gào là xe lại đi mệt ghê. Thôi tắt máy thôi. Bùi Hồ muốn đến thời điểm này tại vì cũng có một số cô bác của anh chị á nói quay lại nhà của anh Sang coi hiện nay thì cập nhật cho cô bác của anh chị biết, rồi nói chuyện với lại Trân, với lại Trân Lý cho vui. Tại vì cũng muốn xem nhà của anh như thế nào, mọi người cũng rất là nôn nao và bản thân Bùi Hộ cũng vậy, cũng nôn nao lắm. Thì chắc clip sau thì Bùi Hộ sẽ thống kê lại cái số tiền, rồi sau đó sẽ thống kê lại bao nhiêu, hiện nay đã sử dụng đến thời điểm bao nhiêu. Rồi thêm một cái clip sau nữa, mà khi nào mà gần hoàn thành xong á thì Bùi Hồ sẽ công bố danh sách mạnh thường quân lên lại một lần nữa để mà cho cô bác quý anh chị nắm rõ luôn, đi tranh thủ được. Đường này bị dăng hai cái võng nữa rồi, mỗi lần đi đường này mà thấy quen rồi. Đi ra vô cái sẽ đi qua bên nhà anh Sang để mà xem cái nhà anh như thế nào. Hồi nãy gặp hai đứa bé đi học về mà không có kịp luôn á cô bác anh chị, không có kịp kêu lại Dương rước đi hay về. Nhà bây giờ phần ở bên ngoài á, mình nhìn vô á chưa có tô. À, làm thì rất là, thấy tường thì đi chỉ rất là êm luôn. Nói chung là cũng tương đối là hoàn thành. Cũng tốt rồi đó. Anh Sang ơi. Anh Sang. Nãy vô không có cho anh thầy. Anh Sang ơi. Cái nhà đây thì cô bác anh chị thấy là các phần tường đó đã được tô xong hết rồi nè. Đây là tô xong hết luôn hả anh? Đã tô xong hết rồi, công hết rồi. Được hả? Lót nền luôn rồi, lấy tráng nền luôn rồi xong đó. Rồi khi nào tráng nền? Này, ở khi nào dán gạch? Giờ thì nào chuyển cát, giờ cái là có cát cái đầu tráng ấy lót gạch thôi. Dạ. Chắc con lu bu chắc mai cũng chuyển đang tranh thủ đang dán gạch ha. Dạ. Ở dưới này chân dấu chân của mấy con con chó vậy? Mấy con chó thì một đêm nó tới đây ra. Này nhìn tổng quan này cô bác của anh chị có điện luôn ha anh? Dạ có điện. Điện thì khi nào người ta đi điện cho nhà mình? Thì cũng ít bữa nó kêu nó đi điện luôn, mua ống, mua dây rồi ngồi hết rồi, chừng nào nó mua bóng rồi xong hết rồi ha. Dạ, dạ chào bác. Ồ, này đi vô trong. Không có chị Tư hả? Dạ, dạ, dạ. Rồi đây là cái phần này ô phòng cũng xong hết ha. Mình chỉ dán cái phần
gạch ở dưới này, này thôi, trên này là mình không có dán nha. Dạ. Chú mình dạ. Thả ra nó được cái làm nhà, cái nhà gì là mừng lắm chú ơi. Dạ, con cảm ơn bác. Nói như cả đời nó làm cũng chưa có được cái mái nhà gì. Dạ. Phòng này là của chân Lý với lại chân là em mày. Nói chung là tô thì xong hết rồi đó, phòng thì cũng sạch đẹp, chỉ còn dán với lại bơi màu lên đó thôi. Là xong coi như hoàn thiện, chỉ là gắt sổ lên. Chắc mai mốt gì đi điện luôn hả? Dạ. Cũng kêu nó cái chiếc ra nó làm cho ngửa cho rồi luôn. Dạ, tranh thủ luôn, đang cho nó kịp luôn. Đi ra ngoài sau ấy. Chào con. Con chào chú. Dạ con chào chú. Dạ con chào chú. Thôi. Rồi, đây nhà vệ sinh ha. Cái sáng này em có hỏi nhiều nhiều nói này dán xong á, để họ dán tới đây không ha, dán hai miếng được ha. Ờ, gặp nhìn bóng đẹp ghê ha anh. Nhiều đúng là nói không phải khen chứ dán cực kỳ đường chỉ, cực kỳ đẹp ha. Nửa này mình đi gôn trắng lại ha. Ờ, sao này chưa che máy hả? Dạ chưa, cái đó ấy để nó tô rồi cái đầu mới lọt được. Cái này tôi chưa tô xong hả? Chưa. Ngày nay mới tô này luôn, hai dách này mới hả? Dán này với tô có hai dách này nè. Dạ. Cũng gần hoàn thành rồi. Dạ. Đi ra sao ơi. Nói chung cũng đẹp, bắt mắt lắm. Ổn rồi. Dạ. 80. Ờ, có motor luôn đó hả? Dạ, mới mua thì sáng gắn làm mà giấy vậy? Thì... Anh làm hay mướn? Làm không thì sáng giờ. Vậy hả? Dạ. Anh làm đi nước được luôn hả? Được, đó giờ đi ống nước cho người ta đi làm ấy đó, đi tưới mít đồ. Dạ. Này hết nhiêu tiền anh? Này sáng mua hết 1 triệu mấy, gần 2 triệu. Dạ, ống dài không? Ống 4 mét. Này là mình khoan thẳng ở dưới hay là sao? Không có, cái này là dẫn nước bên kia, bên nền giếng bên kia về. Ôi sao vậy? Hình hôm trước là anh nói là nó khoan thì nó kêu nó vô nó khoan rồi nó lấy máy vô nó điện yếu quá rồi nó chạy không được rồi nó không lạnh. Sao yếu ta, điện ở trên hạ xuống mà sao yếu? Mình kéo ở trên hạ xuống mà đường dây nó quá xa nó máy không nổi hả? Dây nó tải không nổi hả? Dạ. Đây mua tư đang hót nước gì anh? Hót nước. Này mấy con ngựa anh xem. Có nửa ngựa hả? Dạ. Sao mình không mua ngựa lớn? Một ngựa thì cái ống này quá nhỏ, motor nó thừa quá chạy nó hư cái máy công. Ống này là bao nhiêu anh? Này 34. 34 hả? Ống này ống 21 hả? 27. 27. Ủa cái ống này đặng chi anh? Đi đúng rồi. Cái đó là đi nữa sao mình đâm ra đây đặng cái mình xài dưới giếng. Dạ. Rồi khi nào làm cái này thấy còn phần này còn đất nè. À, dưới này nữa dẫn về bên bản tưới chửi dội chuồng bò. Dạ. Cái ống này nữa chia ra ha. Dạ. Cái này được không? Cái ống này thì đâm vô nhà tống. Dạ. Nữa đâm vô đó. Còn ống này giờ nữa dẫn qua bên kia làm chùi bên kia tưới bò. Phân ha. Tưới. Vui rồi, coi như hôm nay đến đây cũng hoàn thành rồi. Nhìn nhà buổi chiều nhìn vội vô nhìn đẹp ghê. À, nhưng mà còn tô ngày nữa. Ừ. Đây coi. Rồi qua đây anh. À, rồi sắm coi như là đi đường điện xong nè. Dạ. Nước xong nè. Dạ. Đúng không? Còn tô trong với tô ở ngoài. Dạ, còn tô trong với ngoài. Ừ. Ở ngoài cái trong tô rồi hết rồi. Tô còn tô ngoài nữa. Dạ. Rồi. Đây là chuồng bò mình xong hết đó hả? Xong hết rồi. Rồi anh mua sắt đồ hết chưa? Rồi, chưa mua sắt. Rồi chừng nào bây giờ em hỏi anh nè, bây giờ chừng nào mình đem bò về giày được để cho nó tiện để em nói dặn với người ta. Bây giờ nói với nhiều mấy gái mời coi nó rảnh thì nó mua sắt cái giác về cái chỗ cho nó làm đi. Chứ mùng mua rồi hết rồi. Mùng mua rồi ha. Rồi. Hết nhiêu tiền mùng? Tiền mùng hết 800 ngàn. Dạ. Này làm cũng rộng ha. Hai con này vừa đủ rồi. Đứng bề ngang là vừa dư luôn ha. Dạ. Đẻ thêm con nữa cũng dư luôn á. 2 mét gọt lồng 2 mét 5. Con bò em thấy dạ 4 mét. Ừ. Nói chung là chuồng bò có sẵn, cái gì còn dựng cây lên thôi. Dạ. Ha. Còn chỉ có 4 cái trụ với ton nữa rồi. Là xong rồi. Mùng rồi có rồi sẵn hết rồi. Dạ, hôm trước em dặn là anh mua luôn á hả? Dạ. Ừ. Hôm nay vui dữ không? Mấy nay còn cực nhiều không?
cũng còn la gai bị phụ cán nền rồi tô rồi nè. Dạ. Trộn bê tông rồi sách. Tay chay hết trơn hay vậy? Đúng rồi, sáng giờ dán keo nè, dính. Ừ, chứ nông dân mà phải tay chay tay à. Chú chào con. Hồi nãy chú đi học về rồi sao chú đi con đi học về rồi chú thấy điên đoạn rồi sao tự nhiên mất tiêu ạ? À? Anh hai rước hay gì? Nó chạy về đó. Nó chạy hay đi bộ? Chạy đi bộ á. Con chị ba chạy rước về. Trời ơi, chú tính kêu rồi, chú đợi tính quay lén á. Chú đợi tính quay lén con chơi rồi đi về mất tiêu luôn. Con đi đường ở trên hay đường ở dưới? Trên. Dạ. Dạ trên. Con đi đường ở trên hả? Chú đi đường ruộng hả? Trời ơi, chạy về làm kiếm muốn chết luôn, tưởng đồ lạc nó mất tiêu rồi. Thi kỳ hồi được mấy điểm? 10. Nữa, dặn luôn á. Môn toán được mấy điểm? 9. Ôi, chắc là kỳ rồi. Dạ 10. 9. Là trả lời lại á. Thi môn toán được mấy điểm? Dạ thưa. Chú. Dạ thưa chú, 9 điểm. Đẹp gái ghê ta. Môn toán 9 điểm, môn tiếng Việt được 10 điểm. Ồ giỏi ha. Chị ăn cơm gì chưa? Con chưa ăn cơm. Ôi sao vậy? Sao không ăn? Sao chưa ăn? Chưa đói bụng hay gì? Ở Trăng lại đây chú nói nghe ai? Rồi hai chị gái mặt dính gì vậy? Hả? À, đâu phải một gùi đâu. Một gùi hay gì vậy? Dạ. Có một gùi đâu, có một gùi xấu rồi. Rồi đi học về sao chạy mất tiêu vậy? Hai chị em sắp dép chạy hay gì? Chơi sao? Hả? Chơi sao? Thi kỳ gò được mấy điểm con? Toán. Toán 10. Dạ 10 quá, bị giận luôn á. Dạ 10. Tiếng Việt. Dạ 10. 10 luôn. Khoa học. 10 luôn. Dạ 10. Lịch sử địa lý. 9 điểm. 9 điểm hả? Rồi còn môn gì nữa ta? Tiếng Anh. Tiếng Anh mấy điểm? Dạ quên. What's your name? What's your name? Trả lời sao ta? À. Rồi có nói là gì với chú cho vui không? Cơm chưa? Dạ chưa. Dạ chưa hả? Rồi chừng nào nghỉ Tết? Dạ chưa biết. Dạ chưa biết hả? Rồi có nhà mới mừng không? Mừng. Mừng nhiều không? Nhiều. Mai mốt chọn phòng ở ngoài trước hay là phòng ngoài sau? Nhà chưa biết. Chưa biết nữa hả? Con chọn phòng ngoài trước hay phòng ngoài sau Trân Lý? Con chọn phòng trước. Sao vậy? Hả? Đặt cọc phòng rồi ha. Nay gặp hai đứa dễ thương quá ta. Ông ngày có làm vụ ba gì không? Dạ có. Làm cái gì? Rửa chén, nấu cơm. Có phụ hồ không? Phá lại hết chưa? Hả? Dạ có phụ hồ luôn. Đem mua tôi về bên đây. Ồ dữ mở thiệt cái, ha. Đó, mở cái quanh trắng nó gì mà thở nó thở nặng vậy. Hồi hộp hả? Cho chạy đi. Rồi hai đứa đi chơi đi, vậy được rồi. Chúc mừng nha, chúc mừng Thi được điểm tốt nha. Không. Nha. Chạy đó hả? Nó cũng không có nổi. Rồi sao ta? Mua tương này nó cũng không nổi. Ở đây bơm về được. Bơm đằng này lại đằng đó. Ừ chứ nó cái ống này nó rút không được, nó rút cái lớp B không được. Tắt đi. Cắt cái đó. Đem về đây. Bơm về. Dạ. Bơm đằng này ngược lại đằng đó, chứ đằng đựng đặt mua tươi đằng đó. Đặt đó nó rút không nổi. Ờ. Ok. Tại nó xa quá, nó hút rồi. Nó rút nổi. Nếu như mà muốn rút coi nổi là nó rút lớp B không được á. Rút nổi là phải tăng lên một ngựa. Ừ, một ngựa. Mà đi đường ống uổng quá rồi. Mai mai sửa lại. Dạ mai sửa lại. Gì con? Để đường ống này luôn. Này có nói với con có nói với người ta giờ đi tụ xe không nổi đổi một ngựa được không?
Không, được, cái này để mai con sửa lại con coi lại. Không có được. Mày đem mua tôi về đó là mày bơm về được á. Thôi hôm nay gặp Dương đẹp trai rồi, vui chứ hả? Hả? Tưng sao hả? Rồi thôi chào cô bác với anh chị. Chào cô bác với anh chị, chắc cập nhật nhà của anh Sang đến thời điểm này thì cũng coi như hoàn thành được 80%, còn lo dán gạch nữa nè, còn dán gạch nữa, với lại còn dán gạch thì dán gạch nữa là xong. Nhà mình hết nguyên vườn dừa này luôn hả Dương? Dừa. Dừa chặt hay ghê á, mới mà vui hưởng được cô bác của anh chị. Mai mốt chặt dừa bán thiệt mà, chú nói thiệt mà. Bán đâu. Rồi chú cảm ơn con nha. Được hai tay ngoan ta. Học ngoan luôn á. Học giỏi luôn á. Giỏi. Con biết dừa nào cứng dừa nào mềm không Dương? Dạ biết chứ. Biết hả? Ừ. Hôm nay có đi bắt cá không? Dạ không. Sao hả? Đi làm phụ mệt quá hả? Hả? Không mệt thì mấy mà nước cạn quá bắt. Không có hả? Nước cỡ như nước giờ nó đâu có vô nữa, giờ lúa chín rồi nó ra nước đó.